Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Trải qua một năm 2023 đầy biến động ở trên thị trường chứng khoán cũng như nền kinh tế Việt Nam, hay rộng hơn là nền kinh tế thế giới. Từ đó khiến cho thị trường chứng khoán của chúng ta không ngừng biến động và có những rủi ro đan xen với những cơ hội trong đó. Thì đối với AZFIN Việt Nam cũng như các quý vị khách hàng của AZFIN Việt Nam thì chúng ta đã có một năm trải qua tương đối thành công so với mặt bằng chung cũng như so với những gì chúng ta kỳ vọng từ ban đầu. Đối với cộng đồng tích sản cổ phiếu tại AZFIN Việt Nam, chúng tôi cũng nhận được hơn 5.000 yêu cầu tham gia của quý các anh chị, và trong năm qua thì cũng đã hỗ trợ được rất nhiều các nhà đầu tư đạt được những thành quả tốt từ việc tích sản cổ phiếu. Trong cộng đồng của chúng ta thì cũng đã đạt được hơn 10 mã đạt giá chốt lời để giúp mang lại cái lợi nhuận khá tốt và có một cái Tết có thể nói ấm lo đối với các nhà đầu tư tích sản. Còn đối với báo cáo chiến lược năm 2023, chúng ta cũng đã đạt được cái kết quả vô cùng xuất sắc với lợi suất lên đến 36,3% so với trung bình của VN Index chỉ hơn 12%. Từ đó mang lại cái nguồn lợi nhuận rất lớn so với bất kỳ một kênh đầu tư nào ở trên thị trường của chúng ta. Bước sang năm 2024, chúng tôi cho rằng nền kinh tế sẽ có sự trở lại khá mạnh mẽ, từ đó tạo ra các cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư của chúng ta. Là một đơn vị chuyên hỗ trợ tư vấn cho các anh chị nhà đầu tư thì AZFIN hy vọng rằng trong năm 2024 này thì sẽ cùng đồng hành với quý các anh chị để đạt được những cái thành công lớn hơn nữa và mang lại cái thành quả cao hơn nữa, giúp các anh chị có được một kênh sinh lời cao, hiệu quả và bền vững trong dài hạn. Và nhân dịp năm mới Giáp Thìn năm 2024, xin kính chúc quý các anh chị nhà đầu tư một năm mới an khang thịnh vượng và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như trong đầu tư.